Chào mừng quý khách đã quay trở lại kênh YouTube của công ty Tay Sun. Trên đây tôi đang là model AF18-2. Model là sử dụng là cho máy nén khí mini. Đây là một máy nén khí mini dùng cho bút vẽ mỹ thuật. Bút vẽ mỹ thuật của hãng nào cũng được. Hàng của Haosen Trung Quốc. Dùng 20 đến 23 lít một phút, 1/6 HP. Con này có thể tự động là có đồng hồ điều chỉnh áp này, nút điều chỉnh này, và tự động ngắt. Đây đồng hồ đây, bây giờ thử test này. Test nha. Đây. Chạy này. Ngắt này. Chạy ngắt cứ liên tục thế thôi. Chạy. Ngắt. Một con bút vẽ mỹ thuật nó chỉ dùng là lưu lượng là 13 lít phút, còn cái này có thể cung cấp tối đa của nó là 23 lít phút. Đây, bắn liên tục, không có ai bắn liên tục như này, bắn liên tục nó không bị tụt hơi xuống lúc không này. Còn cái máy nào yếu nào còn lâu nó mới giữ được này, tụt khỏi dùng luôn. Nên là máy nén khí yếu hay khỏe là biết ngay. Có những con ghi 23 lít một phút thì chưa chắc đã đạt được, còn con này là nó ghi là nó đạt được luôn. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.